xếp hạng các giải lập Free Fire đỉnh cao nhất hiện nay. Ê, cái giải lập Free Fire đỉnh cao nhất hiện nay mà ai lại đi comment ở dưới là chơi game này game nọ ngon hơn thì tôi xin khiếu nại lên hội đồng các dân chơi hài hước ấy. À mà tới đây thì tôi xin một like với một sub luôn nha. Anh em bảo tôi là không có liêm sỉ hay gì mà mới đầu clip đã xin một like một sub rồi. Nhưng mà anh em à, cuộc sống là cho đi và nhận lại. Nếu bạn là một người tốt thì chắc hẳn bạn đã cho tôi một like một sub rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lưu ý, video chỉ tổng hợp các giả lập tình hành trên thị trường thôi, chứ không phải là cách giả lập nào cho máy yếu ngon hơn đâu. Nên nếu anh em nào biết thì comment cái nào nó ngon hơn cho máy yếu đó. Mà anh em nào xem clip không hiểu giả lập là gì thì tôi giải thích luôn. Đơn giản nhất thì nó là một phần mềm giúp anh em chơi game điện thoại ở trên PC. Cái xếp hạng thứ tự giả lập trên clip này là những gì tôi quan sát trên mạng xã hội những năm vừa qua, cũng như cái này là dựa trên trải nghiệm và quan điểm cá nhân của tôi. Đầu tiên, Blue Status 4 và 5. Tôi nói 1 như nói 2 nha anh em. Chắc chắn rồi, đối với game thủ Free Fire mà nói thì Blue Status thứ 2 không ai chủ nhật luôn. Sở hữu đầy đủ yếu tố của một bad boy chính hiệu, Blue Status mang lại cho chúng ta trải nghiệm tuyệt vời ông mặt trời từ hiệu suất cho tới hiệu năng. Và hai cái này là mấy? Đầu tiên, hiệu suất cho anh em tùy chỉnh setting Full HD mọi loại khung hình từ Full HD tới không che 4K cho mấy anh em siêu mạnh muốn coi phim à, muốn chơi game. Từ 720 hay giảm xuống 480 hoặc về không. Mà về không thì nó còn cái nịch cho anh em chơi nhá. Còn về hiệu suất thì cái độ nhạy phải nói là được tối ưu rất tốt nhờ có cái cảm biến thông minh gì đó. Nhưng chơi game không có hiện tượng lỗi chuột và loạn phím di chuyển. Mà khi anh em chỉ cần tìm được một cái độ nhạy của anh em thì cứ phải gọi là đỉnh cao kéo tâm. Dù là MB hay là tới one shot thì tất cả đều không có hiện tượng đơ chuột. Xử lý sẽ thực sự tuyệt vời nếu anh em coi luôn cái clip setting và sensitivity của tôi ở góc màn hình bên phải nha. Tôi không quảng cáo nha. Còn nữa, về cái tốc độ khung hình, tức là FPS có máy lên được 90fps hay tới 120fps, thậm chí là 500fps. Mặc dù là FPS ảo thôi nhưng trên máy mạnh thì nó ảo như thật luôn. Còn máy yếu hơn thì 30fps tới 60fps. Cùng với vô vàn các clip hướng dẫn lock FPS giải dắt khắp mạng xã hội YouTube, mà tôi bấm vào cái clip này thì bị cái clip kia lừa. Sau những lần bị lừa đảo trắng trợn như vậy, tôi đã thu gom được kiến thức để đi làm clip để lừa lại anh em. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. À mà là lừa mấy anh em làm theo không được thôi, chứ đa số làm được hết nên cũng coi là còn lại cái tâm. Tóm lại, từ hiệu suất tới hiệu năng, từ hiệu phó tới hiệu trưởng thì đều nhận xét rằng đây là một cái ứng dụng tuyệt vời để anh em PC có thể tu luyện nâng cao trình độ. Thậm chí nếu đam mê, nhà giàu mà còn đẹp trai, anh em cũng có thể nghĩ tới con đường làm streamer kỹ năng lạnh lùng, cùng lắm thì ngáo đá tấu hài thôi. Tôi cũng như Giao Du Gaming Minh đánh giá cái Blue Status này là 5 sao trên phương diện chơi game, còn 1 sao trên phương diện là không tối ưu lắm cho mấy cái máy yếu. 2. Memu, tại sao à? Tôi cũng chả biết nữa, vì cái này tôi test trên máy tôi nó phê chả khác gì Blue Status cả. Nếu Blue Status xếp hạng thứ nhất thì Memu Play lại có thể chen lên là ngày đầu tuần ấy. Vì khi tôi trải nghiệm về hiệu suất cũng như quá trình bắn vài ngày, tôi có một số điểm cộng như sau. FPS thì có thể lên được 90fps mà setting cũng đơn giản dễ hiểu. Màn hình thì có thể nói là y chang Blue Status. Về độ nhạy là điểm cộng khi độ nhạy cũng được tối ưu rất tốt như Blue Status. Nice. Còn điểm trừ là cảm biến nút vẫn còn hạn chế. Ví dụ như bên Blue Status tôi chỉ cần tạo một nút để đặt keo mà không cần macro. Còn bên này thì phải dùng đến macro mới xài được đặt keo một nút. Điểm trừ nữa là khá nhiều anh em chơi bị FPS thấp, máy lag. Tôi cũng không biết vì sao lại thế, chắc hẳn cái giả lập này nó hợp với mấy cái PC tầm trung trở lên hơn. Tóm lại, tôi cho nó thứ hai vì tôi thích để ở đây thôi, chứ không có nghĩa là nó ngon hơn cái thứ ba đâu nhá. 3. MSI Player. Đầu tiên, nó như một con Blue Status thứ hai. Khi tôi trải nghiệm từ setting tới giao diện, khá là giống Blue Status. Điểm cộng là độ nhạy của nó được tối ưu kéo tâm cũng nhất định như Blue Status. Nhưng giống với Memu, nó phải cài Metro mới có thể đặt được kêu một nút. Metro chứ không phải Metro đâu nha anh em. Về FPS cũng được 90fps, khá phê. Tôi nghĩ nếu mà lock chắc cũng lên được 120fps như Blue Status thôi. Hiện nay khá nhiều game thủ cũng dùng cái MSI này, mà tôi cũng không nhớ tên, mọi người có thể lên YouTube tìm và tham khảo nếu thắc mắc. 4. Smart Gaga. Nói về hiệu suất thì đỉnh cao rồi. Anh em có thể trải nghiệm mượt mà không hiện tượng giật lag trên cả máy tầm trung và máy yếu.
Nhưng nói về cái độ nhạy thì do chưa được tối ưu nên chỉnh khá là khó. Anh em có thể tham khảo các clip của dân nước ngoài rồi về test chứ. Tôi không quen cái kiểu mỗi lần bắn xong thì bấm control để tôi nhảy ngược lại đâu. Ở cái này thì BlueStacks và cái MU và MSI ở phía bên trên thì nó là không cần bấm control lại luôn. Đấy. Cái thứ năm, LD Player. Tôi thấy khá là nhiều anh em Việt Nam làm về cái con game này. Hẳn là tiền quảng cáo của nó là cũng không ít. Nếu mà sau này anh em thấy tôi tự dưng làm về nó thì lúc đó tôi đã bị hối lộ bê bối rồi đấy. Nhưng bây giờ thì không, nên tôi cho nó xuống dưới đây, xếp hạng thứ 5. Cho anh em vì lý do thì đơn giản, độ nhảy cũng như Smart Gaga, còn mía hơn nữa. Cơ nhưng mà được cái là mượt thực sự, FPS còn được 90 mà tôi chỉnh chỉ rất là cơ bản thôi. Nói chung cũng ok, nếu mà tối ưu được cái độ nhảy nữa là anh em mới yếu được cái là phê đúng không? 6. Cuối cùng, tôi thấy còn một số giả lập nữa nhưng tôi gom lại luôn vì nó chả có gì nổi bật lắm nhưng tôi đều đã test rồi nên sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Một là con game Look. Mà cái giả lập này nó còn hành con CPU của tôi kinh khủng lắm. Chắc tại nó là của Tencent nên chỉ tối ưu cho PUBG Mobile. Còn FIFA thì kiểu bố mày khinh. Hai là cả hai giả lập Not và cái Mumu mà tôi đã test trên kênh. Hai cái này tôi đều đã test. Thì cái Not nó đã lên được 90fps còn Mumu chỉ được 60fps dù là tranh chủ nó đã ghi 120fps. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà. Về hiệu suất thì cũng mượt như nhau, nhưng về cái độ nhạy thì lại ngáo như nhau. Tức là chúng nó giống nhau đấy. Tóm lại clip này tôi không xếp hạng giả lập mà chỉ ra một số cảm nhận của tôi về mấy cái giả lập này thôi. Chia sẻ một chút là trước kia tôi đã dùng một cái cấu hình y chang bây giờ, nhưng tôi chơi giả lập chỉ được 60fps mà còn drop xuống nữa. Mà thậm chí chơi BlueStacks chỉ có 20fps. Do tôi mày mò tìm nhiều cách thì đã có thể nói là cho nó đúng về với hiệu suất của nó. Từ 20fps lên 60fps, rồi bây giờ là lên 90fps, rồi lên 120fps. Lời khuyên cho anh em, máy tầm trung thì nên chọn những cái giả lập tối ưu về cái độ nhạy cũng như là cái hiệu suất phù hợp. Còn máy yếu, anh em nên lựa chọn mấy con giả lập như Smart Gaga hay LD Play. Nhưng mà anh em lại phải chịu một cái thiệt thòi, đó là cái độ nhảy, công tắc phím, chưa được tối ưu. Thì túi tiền của mình như nào thì mình sẽ mua được cái món hàng như thế thôi. Dù sao thì chơi game chỉ là niềm vui trong cuộc sống thôi. Đừng quan trọng nó quá khiến anh em bị đình trệ trong công việc. Chúc anh em sức khỏe và thành công trong đời sống nhé. Hẹn gặp lại anh em. Đừng quên bấm like và subscribe cho tôi nhé, để giúp tôi lên được 1000 subscribe.